Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hương Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đồng Xuân Điệp về tội giết người. Theo thông tin điều tra từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó Đồng Xuân Điệp, 50 tuổi, Chú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh có quan hệ tình cảm sinh sống với chị BTG như vợ chồng tại nhà riêng của chị Điệp tại phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Trong thời gian sinh sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến tối ngày 4 tháng 3, khi đang ăn cơm tối, BTG nói với Điệp muốn chấm dứt quan hệ tình cảm giữa hai người do vẫn bực tức từ các mâu thuẫn trong sinh hoạt phát sinh trước đó, cùng với việc biết chị Dê muốn chấm dứt quan hệ tình cảm nên đồng xuân điệp nảy sinh ý định sát hại chị dê sau đó điệp tấn công nạn nhân bằng tuyếp sắt dây dày sau đó điệp sử dụng ma túy rồi nằm ngủ cạnh thi thể của nạn nhân đến sáng ngày 5 tháng 3, khi nghe thấy có người gọi cửa điệp đã cầm theo một con dao bầu điều khiển xe máy bỏ chạy và ngã xe và bị thương điệp sau đó được người dân đưa lên trụ sở công an phường bắc sơn tại cơ quan công an điệp đã thừa nhận hành vi phạm tội Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục làm rõ vụ việc theo quy định. Trước đó, chiều ngày 5 tháng 3, lãnh đạo phường Bắc Sơn thành phố Uông Bí cho biết, cơ quan công an thành phố Uông Bí đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Cụ thể vào hồi 10 giờ 12 phút ngày 5 tháng 3, chính quyền phường Bắc Sơn thành phố Uông Bí nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại nhà đồng Xuân Điệp, tổ 11A, khu 9 phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí phát hiện một người phụ nữ tử vong, vùng đầu có nhiều vết thương. Nạn nhân được xác định là chị BTG, sinh năm 1979, trú tại tổ 28, khu Phú Thanh Tây, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Chỗ ở hiện nay thuộc tổ 1, khu 1, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí. Ngay sau khi nhận tin báo, Ủy ban nhân dân phường đã báo cáo lực lượng công an thành phố triển khai xác minh vụ việc. Qua thông tin thu thập, công an đã xác định nghi phạm là Đồng Xuân Điệp, sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí đơn vị đã huy động tối đa lực lượng tổ chức truy xét, truy tìm đối tượng và đã phát hiện, bắt giữ được đối tượng Điệp khi đang lẩn trốn trong bụi cây tại đường Liên Khu vào Chùa Phổ Am thuộc Tổ 16, Khu 7, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, thu giữ trên người đối tượng một con dao nhọn. Đối tượng Đồng Xuân Điệp có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV, là đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy của Công an thành phố Uông Bí. Đối tượng có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu sau khoảng 24 giờ đồng hồ giáo giết truy bắt. Cụ thể, vào hồi 19h30 ngày 6 tháng 3, ban chuyên án đã bắt được đối tượng Lò Văn Sương đang lẩn trốn tại khu vực bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sương khai nhận từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Sương và chị Lò Thị Lờ, sinh năm 2003 tại bản Phiên Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên đã có mối quan hệ yêu đương. Dịp Tết Nguyên Đán được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống và mua trả góp một xe mô tô Honda Wave Alpha chưa lắp biển kiểm soát. Tuy nhiên trong thời gian Tết giáp thìn, do chơi bời thiếu tiền nên sươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại một cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó chị L và sươm thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Vào chiều 5 tháng 3, Sương đi uống rượu ở trong bản phiên án, về thì bị chị L chửi mắng đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi vã, Sương đã lấy một con dao chém chị L làm nạn nhân bị mất máu cấp, tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Sương cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây. Do thấy lực lượng công an vây chặt nên đối tượng không dám xuống đường để bỏ trốn. Quá trình lẩn trốn, đối tượng Sương đã tự gây ra một số vết thương với ý định quyên sinh. Hiện đối tượng đã được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên để sơ cứu vết thương, phục vụ điều tra vụ án. Như đưa tin, khoảng 19h15 ngày 5 tháng 3, tại bản Phiêng Áng, xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, xảy ra một vụ án giết người. Nạn nhân là một cô gái 21 tuổi. Sau khi vụ án xảy ra, do tính chất nghiêm trọng của vụ án, trực tiếp Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã đến hiện trường chỉ đạo ban chuyên án truy xét quyết liệt. Tuy nhiên, công tác truy tìm nghi phạm gặp nhiều khó khăn vì địa hình núi rừng rậm rạp. Công an tỉnh đã huy động hơn 400 cán bộ chiến sĩ và dân quân an ninh thôn bản chốt chặn. Địa hình truy tìm là núi rừng rậm rạp gây khó khăn cho công tác truy tìm. Tuy nhiên, lực lượng công an quyết tâm bắt bằng được đối tượng Lò Văn Sơm. Liên quan đến vụ tài xế taxi bị hành hung tử vong ở Hồ Tây, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm liên quan vụ tài xế taxi bị đánh chấn thương sò não tử vong. Hai nghi phạm được xác định là Trần Duy Quang, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Thanh Hóa và bạn gái của anh này là p cùng quê Thanh Hóa. Hai nghi phạm bị bắt khi đang lẫn trốn tại Thanh Hóa và di lý về công an quận Tây Hồ. Trước đó khoảng 16 đến 17 giờ ngày 4 tháng 3 trên tuyến đường Ven Hồ, đoạn cuối phố Tôn Ngọc Vân, phường Quảng An, quận Tây Hồ, do xảy ra mâu thuẫn, anh Lưu Xuân Trường, sinh năm 1980, quê ở tỉnh Thái Nguyên, điều khiển ô tô biển kiểm soát 30E-62539, đã bị hai người đi trên xe máy biển kiểm soát tỉnh Thành Hóa chặn đầu xe. Khi anh Trường xuống xe thì bị đối tượng hành hung, sau đó nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và chẩn đoán chấn thương sọ não. Đến 15 giờ ngày 5 tháng 3, anh Trường đã qua đời. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị chức năng lấy lời khai nhân chứng, ra sát hệ thống camera an ninh truy tìm đối tượng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Công an thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Quốc Tuấn, 40 tuổi, trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là đối tượng dùng dao khống chế người phụ nữ hiếp dâm, cướp tài sản. Thông tin ban đầu cho biết tháng 12 năm 2023. Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản, Tuấn Khai bị nhiễm bệnh HIV, nghiện ma túy, không có chỗ ở, nên từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk xin ở nhờ nhà chị ruột tại xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 2, sau khi sử dụng ma túy đá, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm, chiếm đoạt tài sản của một người phụ nữ ở trên địa bàn xã Ea Cao. Trưa cùng ngày, đối tượng Tuấn đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang và mang theo hai sợi dây dù, một con dao dài 40cm đi bộ ra nhà người phụ nữ đã nhắm từ trước. Tại đây, thấy người phụ nữ ở một mình trong phòng khách, Tuấn liền đi đến kề dao vào cổ khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm. Chưa dừng lại, Tuấn còn trói tay, chân và dùng băng keo dán bịt miệng để nạn nhân không la hét được. Khi thấy trên cổ nạn nhân có đeo một sợi dây chuyền vàng, Tuấn liền dùng tay giật đứt sợi dây chuyền trong lúc bị đối tượng khống chế để thực hiện hành vi thú tính, nạn nhân tìm cách chống cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, nạn nhân bị lưỡi dao cứa vào ngón tay cái gây thương tích chảy máu. Khi đối tượng chưa thực hiện được hành vi đồi bại, nạn nhân đã kịp thời cởi được băng keo và khóc la hét lớn. Lo sợ bị phát hiện, Tuấn mặc lại quần áo rồi cầm sợi dây chuyền vàng cùng hung khí bỏ chạy thoát thân. Trên đường bỏ trốn, Tuấn còn đột nhập nhà trọ của sinh viên ở phường EA Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, trộm cắp một chiếc laptop Gây án xong, Tuấn mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng ở phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, bán được 11 triệu đồng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn mang theo chiếc laptop đón xe khách bỏ trốn đến tỉnh Trà Vinh và tiếp tục trốn đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, lãnh đạo công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự cử một tổ công tác đến tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đến 23 giờ ngày 3 tháng 3, sau 3 ngày đối tượng bỏ trốn, một tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt giữ Tuấn khi đang đến thuê nhà nghỉ ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Được biết, đối tượng Tuấn từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay.